Cảm ơn quý vị trở lại phần cuối cùng của điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối là một bản tin xã hội đến từ Việt Nam. Thưa quý vị, dư luận trong nước đang rúng động vụ những á hậu MC diễn viên bán dâm hàng chục ngàn đô la. Vâng, truyền thông và mạng xã hội tại Việt Nam vào hôm 6 tháng 9, 2018 đã xôn xao trước tin là công an thành phố Sài Gòn bắt giữ một đường dây bán dâm được cho là lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, bởi vì cái giá đi khách của một hot girl là từ 7.000 đô la cho đến 25.000 đô la mỗi lần một giờ đồng hồ. Và đường dây này là còn quy tụ các cô sinh viên, MC, người mẫu, á hậu, những diễn viên nổi tiếng của làng showbiz Việt Nam. Và từ sự khai báo của các cô gái thì công an đã bắt giữ một thanh niên có tên là Kiều Đại Dũ, 22 tuổi, là trùm của đường dây bán dâm cao cấp này. Tuy nhiên thì người ta lại không hề thấy giới chức công bố những danh tính của những khách hàng của cái đường dây bán dâm cao cấp này. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, từ bản tin này thì chúng ta cũng nên biết là dư luận rất là sừng sốt về cái giá gọi là cao ngất trời, như đã nói là mỗi lần mua hoa như vậy là những người khách đã bỏ ra từ 7.000 cho đến 25.000 đô la. Thì Bích Trâm thấy là việc mà cái bản tin nó không công bố danh tính của các khách hàng mua hoa thì chúng ta phải đặt câu hỏi là thử hỏi là quý ông tai to mặt lớn nào ở Việt Nam mà dám chi ra cái số tiền cách sổ đó mỗi một lần mua hoa. Thì chắc chỉ có các quan tham của chế độ thôi, là vì những cái người mà làm ăn kiếm tiền một cách chân chính, họ sẽ không bao giờ phung phí cái đồng tiền kiếm từ mồ hôi nước mắt của họ như vậy. Và thêm nữa là tại sao xã hội chỉ có trừng phạt những người bán hoa mà lại không trừng phạt những người mua hoa? Trong khi đó thì tệ nạn mãi dâm trong xã hội Việt Nam gần như là đã được các giới chức thừa nhận một cách công khai là không tài nào dẹp được. Là vì chúng ta nhớ là theo phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là ông Nguyễn Xuân Anh, thì ông này từng nói là nó xuất hiện không chừa hang cùng ngõ hẻm nào cả. Vâng, tức là những giới chức thành phố đã lên tiếng và nói là mại dâm là xuất hiện không chừa hang cùng ngõ hẻm nào tại Việt Nam. Và ông Nguyễn Xuân Anh còn nói là hình như là phải có dịch vụ mại dâm thì khách du lịch họ mới đến Việt Nam. Như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã biết như thế mà lại còn cho càn quét được một cái đường dây mại dâm vào thời điểm này, gọi là một đường dây mại dâm lớn nhất nước, rồi lại cho báo chí đưa ra những cái tít thật là giật gân. Là vì dựa trên những cái điểm mà Bích Trâm vừa mới đưa ra, cho dù có càn quét được một cái đường dây mại dâm lớn nhất nước thì chắc chắn là những cái đường dây mại dâm khác lớn gấp mấy lần nó cũng sẽ mọc lên, hoặc là nó đang hoặc là nó đã có rồi mà chúng ta chưa biết đến, chưa nghe đến. Thì chúng ta phải đặt câu hỏi, thưa quý vị và thưa anh, là phải chăng là Cộng sản Việt Nam đưa ra cái tin này vào lúc này là để lèo lái dư luận khỏi những cái vấn đề nhức nhối khác, như là chuyện thành phố Sài Gòn và Hà Nội vào cái ngày quốc khánh Cộng sản 2 tháng 9 vừa qua đã trăng dây kẽm gai khắp đầy đường thành phố, thủ đô của đất nước, rồi thành phố Sài Gòn là giống như là những cái thành phố mà bị đóng quân vậy đó. Như đã nói là răng dây kẽm gai khắp đầy đường là vì lo ngại người dân biểu tình, rồi chuyện mà tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã biểu tình tuyệt thực qua đến ngày thứ 30 để mà phản đối cách đối xử phi nhân của Cộng sản Việt Nam với anh ở trong tù, rồi còn vô vàn những cái chuyện đáng cho người dân Việt Nam phải lưu tâm khác, như là việc Cộng sản Việt Nam cho sử dụng tiền tàu ở biên giới mà giới trí thức thì đã chỉ ra là sẽ dẫn đến những cái hiểm họa khôn lường, rồi chuyện Cộng sản Việt Nam mở toang biên giới cho xe du lịch người Hoa lái thẳng vào Việt Nam, rồi âm mưu hán hóa tiếng Việt qua những cái đề nghị gọi là cải cách nhưng mà thật là quái đản, vân vân và vân vân. Thì anh Khắc Hành có nghĩ là đây là một cái chiêu trò để mà lèo lái dư luận, hay là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thật sự đang có những cái nỗ lực để gọi là dẹp cái tệ nạn mại dâm, thưa anh? Vâng, cái chuyện mà ở bên Việt Nam những người có sắc đẹp, những diễn viên, những người mẫu á hậu rồi hoa hậu đem cái nhan sắc của mình, đem cái thân thể của mình đổi lấy tiền, hay mình nói là đi bán dâm, thì là một cái chuyện mà nó quá thường, hình như là lâu lâu nó lại xì ra một lần.
Và mỗi lần như vậy đó thì lại làm cho cái dư luận rúng động cả, bởi vì họ là toàn là những người nổi tiếng, toàn là những người có sắc đẹp được công chúng công nhận hết rồi. Thành ra họ, cái sự mà tai tiếng của họ nó kèm theo cái sự thất vọng của rất là nhiều người mà họ gọi là fan, tức là những người ái mộ, nó thành ra làm cho xã hội xôn xao. Chúng ta nhớ năm ngoái 2017 cũng đã có một cái vụ mà hai bà Tú Bà nó tổ chức một cái đường dây cả chục, nói cả chục với cả diễn viên á hậu mà người mẫu hàng chục đó, đã làm cho gọi là xã hội Việt Nam phải rúng động. Mà cái lần này đó chỉ có hai, người ta nói chỉ có hai diễn viên, một là một á hậu và một MC thế thôi, còn bao nhiêu hình như là cũng chỉ là những người đẹp thường, sinh viên thôi, họ hay là hot girl thường thôi. Thế nhưng mà nó lại làm cho xã hội Việt Nam rúng động hơn, là bởi vì cái giá của nó, cái giá ghê quá. Cái giá mà họ gọi là từ 7.000 tới 25.000 đô la. Ghê, chúng ta thấy là hiếm có người nào mà có thể có tiền mà để mua dâm cái kiểu đó cả. Và tôi sợ rằng là mỗi một cái bản tin như thế này đó, nó gây ra một cái sự rúng động cho xã hội. Thế nhưng mà nó lại mặt khác, nó lại là có thể nó là khuyến khích cho nhiều người ôm cái giấc mộng là làm sao mình trở thành diễn viên, thành một cái nhan sắc có gọi là có được sự công nhận đó, để họ làm tiền chứ. Tôi thấy rõ ràng làm cái chuyện bán dâm này nó quá dễ, mà nó dễ ra tiền quá. Chúng ta thấy không? Và nếu mà như mà thì người ta phải hiểu rằng là khi những cái diễn viên, những cái người mẫu mà bị bắt như thế này đó, thì quá khứ họ đã làm rất là nhiều lần rồi, hàng chục lần và có thể thậm chí hàng trăm lần, có nghĩa là đã kiếm một cái số vốn kha khá rồi, thì làm sao mà lại không làm. Và rõ ràng là họ nhìn thấy một cái cơ hội là làm tiền quá dễ. Thành ra là tôi không hiểu là cái chuyện mà đăng một cái giá ngất ngưởng ngút trời xanh như thế đó, thì là một sự khôn ngoan hay không. Thế nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại, mình thấy như thế này. Hiện nay có những cái tin mới ở bên Việt Nam nói rõ ràng rằng là cái cô mà á hậu đó, mà người ta hay gọi viết tên tắt, mới đầu là viết tên tắt, bây giờ thì rõ ràng người ta nói là cô á hậu đó là cô Thư Dung, mà mỗi lần bán dâm được 7.000 đô la. Còn cái cô MC là cô MC Cao Vi, là mỗi lần bán dâm thì chỉ được 1.500. Vậy thì người ta sẽ đặt một câu hỏi, cái cô á hậu đó đã đi một cái giá gọi là 7.000 đô, đã là một cái sự gọi là đáng nghi ngờ rồi. Làm gì mà có người mà mua dâm mà nhiều tiền như vậy, thì hỏi rằng là ai, nhan sắc như thế nào, thân thể ra sao mà có thể bán được tới 25.000 đô. Cái chuyện đó nó, cái thứ hai nhất là nó quá vô lý. Cái chuyện thứ hai nữa, hiện nay cả hai cô Thư Dung và Cao Vi đồng loạt đều lên tiếng rằng là cái tin đó là tin giả. Họ chẳng có, họ hiện lúc mà tin ra thì họ đang chơi ở Đà Nẵng. Thành ra là cái chuyện đó chúng ta cũng làm, chúng ta cũng phải giật mình. Có những cái yếu tố mà có lẽ rằng là như Bích Trâm nói, nó có thể là do những cái dư luận viên của Việt Nam đã tung ra để thu hút, nó đưa ra những cái tin thật là giật gân để mà thu hút cái dư luận, để tránh đi những cái, quên đi những cái hiện tình của đất nước nó đang xảy ra quanh mình, chẳng hạn như là chuyện mà đồng nhân dân tệ đang được chính thức lưu hành, rồi cái chuyện mà du lịch người khách Trung Quốc lang thang khắp Việt Nam. Và đây là một cái chiêu trò mà nghĩ rằng là nó có thể xảy ra, bởi vì họ sai cũng nhiều lần lắm rồi.